Thưa quý vị, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trưởng ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh Võ Tấn Đức chiều qua đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đề án 06 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cuối năm 2024. Theo đánh giá, hiện Đồng Nai là tỉnh có tỷ lệ làm sạch dữ liệu đất đai cao nhất cả nước với hơn 91%. Ngoài ra, Đồng Nai cũng là địa phương có hơn 4.000 cơ sở kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, giúp chống thất thu thuế. Trong 43 nhiệm vụ của đề án 06, tỉnh đã hoàn thành 7 nhiệm vụ. Hiện nay còn 17 nhiệm vụ đang được thực hiện thường xuyên, 15 nhiệm vụ đang triển khai và 4 nhiệm vụ chưa triển khai. Ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở ngành địa phương hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Ngoài ra, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được phê duyệt, để đáp ứng cơ sở hạ tầng, phục vụ kết nối các nguồn dữ liệu phục vụ đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quyết liệt các biện pháp nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, nâng cao tỷ lệ trong việc khai thác dữ liệu, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.